cảnh tượng thật quá sốc vào ngày 14 tháng 2, ngày mùng 5 Tết Nguyên đán, khi trung tâm thương mại Bàn Đông Lai ở Hứa Xương, Hà Nam mở cửa trở lại. 800.000 người đã tràn vào trung tâm thương mại. Khách du lịch từ các nơi đã vây quanh trung tâm thương mại từ trước 4 giờ. Bàn Đông Lai phải mở cửa sớm 20 phút để đón khách. Khách hàng điên cuồng mua vàng, đồ trang sức tại quầy vàng cũng đang cháy hàng. Đám đông tại hiện trường tương đương với đợt cao điểm trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Ngay cả chủ tịch Vu Đông Lai cũng đích thân duy trì trật tự. Ngày 15 tháng 2, ngày mùng 6 Tết, ngày thứ hai sau khi khai trương, Bàn Đông Lai tiếp tục kín chỗ, quầy vàng lại một lần nữa cháy hàng. Là một thương hiệu bán lẻ nổi tiếng trong nước, siêu thị Bàn Đông Lai luôn chiếm được lòng tin của khách hàng nhờ dịch vụ chất lượng cao và danh tiếng tốt. Bán vàng trên một nền tảng có uy tín cao như vậy chắc chắn sẽ làm tăng thêm sức hấp dẫn và độ tin cậy của sản phẩm. Do lượng người quá đông nên vào ngày 15 tháng 2, trung tâm mua sắm Bàn Đông Lai đã phải đưa ra thông báo. Thưa các quý vị, do số lượng khách hàng trong trung tâm thương mại quá đông nên việc vào cửa sẽ bị hạn chế. Quý khách có thể phải xếp hàng chờ 3 tiếng. Tất cả các bãi đậu xe xung quanh Bàn Đông Lai đều được mở cửa miễn phí. Một lượng lớn cảnh sát điều động để điều tiết giao thông đến tận các giao lộ. Xung quanh có rất nhiều biển số xe, người dân địa phương sợ đánh nhau nên không dám rời khỏi nhà. Nghe nói ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, quầy vàng của Bàn Đông Lai đã bán hết. Tôi không tin nên phải đi xem, bây giờ tôi đã chen vào được rồi, có rất nhiều người. Tôi đã đi được gần nửa đường, khắp nơi đều có người, tôi đã tới cửa rồi. Phía sau tôi là một biển người, cuối cùng tôi cũng chen vào được. Bạn thấy đấy, đây là vàng Đông Lai, đây là trang sức Đông Lai, có rất nhiều khách hàng mua vàng. Cô Hảo đã đăng một video lên TikTok nói rằng quầy vàng của Bàn Đông Lai có rất nhiều người và tất cả số vàng đã được bán hết. Vàng bán rất chạy, vượt ngoài sức mong đợi. Vào ngày 16 tháng 2, tôi đến trường Lạc Sơn Đông để mua vàng. Tôi cũng chứng kiến cảnh người dân chen chúc đi mua vàng, chẳng khách nào đổ xô đi mua rau ngoài chợ. Giá công nhân ở mỗi cửa hàng là khác nhau, nhưng nhìn chung chỉ chênh lệch khoảng vài tệ. Đông đúc đến mức tôi khó thở, tôi cũng không quan tâm đến kiểu dáng gì nữa. Tôi mua xong thì trời cũng tối, cuối cùng tôi sẽ cho bạn xem món đồ của ngày hôm nay. Hai chiếc vòng cổ, một chiếc vòng tay, một chiếc nhẫn và một đôi bông tai, tổng cộng là 63g. Trong những năm gần đây, nền kinh tế Trung Quốc đối mặt với nhiều dông bão, suy thoái liên tục trong ngành bất động sản, rủi ro nợ chính quyền địa phương, áp lực giảm phát, dòng vốn đầu tư nước ngoài rút lui quy mô lớn, tỷ lệ thất nghiệp cao ở thanh niên, tăng trưởng kinh tế chậm chạp và thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm. Nhưng vấn đề này đã dẫn đến những tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư, khiến họ vô cùng lo lắng và thất vọng. Tờ South China Morning Post ngày 17 tháng 2 đưa tin, trước đây thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán là cách phổ biến nhất để người Trung Quốc tích lũy tài sản, nhưng hiện nay hai thị trường này không còn an toàn nữa. Điều này đã khiến các công cụ có rủi ro thấp như tiền gửi có kỳ hạn, bảo hiểm nhân thọ và vàng trở thành phương tiện phổ biến để đảm bảo tài sản. Giáo sư Ngô Phi của Viện Tài chính Tiên tiến Thượng Hải cho biết, mọi người đều nhận ra rằng mùa đông giá lạnh đã đến, họ trở nên thận trọng hơn và nhận thức rõ hơn về khủng hoảng, đặc biệt là liên quan đến thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Người tiêu dùng Trung Quốc cũng đang cảm thấy ớn lạnh do kinh tế suy thoái nghiêm trọng. Họ đổ xô đi mua và tích trữ vàng với số lượng lớn để tránh khủng hoảng tài chính. Tờ báo tin tức buổi tối Tiền Giang của Chiết Giang đưa tin, một nhà đầu tư đã mua 3kg vàng miếng tại chi nhánh Hàng Châu của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc vào tháng trước. Evan Li Su cho biết vàng rất được ưa chuộng trong những năm qua, chủ yếu được mua như tài sản để trú ẩn an toàn. Mặc dù giá đã tăng vọt, chúng tôi kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ đạt mức cao mới vào năm 2024. Trong dịp Tết Nguyên đán, cơn sốt vàng diễn ra trên các thị trường vàng khắp cả nước. Tại Thâm Quyến, trung tâm giao dịch vàng và trang sức lớn nhất Trung Quốc, phòng trưng bày vàng của chợ Thủy Bối đông đúc khách hàng. Các tiểu thương trong chợ tuy mới mở cửa kinh doanh, nhưng doanh số bán hàng đã tăng bùng nổ. Giám đốc khu vực của một thương gia vàng ở Thủy Bối cho biết, tổng khối lượng vàng của họ trong 4 ngày là khoảng 400kg, tăng khoảng 30% so với những năm trước. Anh Chu, một người bán buôn đồ trang sức bằng vàng ở Sán Đầu, Quảng Đông, đã đến Thủy Bối để mua hàng. Anh cho biết doanh thu tại cửa hàng của anh rất tốt trong dịp Tết Nguyên đán, nên sau Tết anh đã mua thêm hàng để chuẩn bị cho lễ hội Đèn Lồng sắp tới. Một cửa hàng vàng ở Thượng Hải trong dịp Tết Nguyên đán có thể bán trung bình hơn 1.000 thỏi vàng mỗi ngày. Hàng người đợi mua vàng dài đến mức không thể nhìn thấy điểm dừng. Có khách hàng đã chi tới hơn 200.000 nhân dân tệ, gần 700 triệu đồng cho một lần mua hàng. Một khách hàng mua sắm tại tiệm vàng ở Thượng Hải cho biết, giống như mua rau vậy, cửa hàng nào cũng có người xếp hàng, có thể nói là không có trải nghiệm được phục vụ nào cả.
Không chỉ ở các thành phố hạng nhất như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến, nhu cầu về vàng trang sức và đầu tư cũng tăng đáng kể trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại một chợ bán buôn vàng ở Tế Nam Sơn Đông, lượng người qua lại gần đây rất đông. Nhân viên bán hàng tiết lộ, vòng tay vàng đã trở thành sản phẩm được nhiều bạn trẻ yêu thích. Trước đây, lượng vàng bán được nhiều nhất trong một ngày là khoảng 20 kg, nhưng gần đây có thể bán tới 50 kg vàng một ngày. Đây là một con số đáng kinh ngạc. Thậm chí ở một cửa hàng vàng ở Thanh Đảo Sơn Đông, tất cả vàng miếng đều được bán hết. Các chuyên gia trang sức vàng đã chỉ ra rằng doanh số bán hàng năm nay tăng hơn 25% so với năm ngoái. Người tiêu dùng chủ yếu mua vòng tay và mặt dây chuyền có phụ kiện rồng. Những người trẻ tuổi ở độ tuổi 20 và 30 đã trở thành lực lượng thúc đẩy doanh số bán vàng. Giá vàng hiện nay đang ở mức rất cao, chưa từng có trong vài thập kỷ qua. Đồ trang sức bằng vàng có giá 630 nhân dân tệ mỗi gam, không tính phí chế tác và vàng nguyên chất, có giá 480 nhân dân tệ mỗi gam. Đây là điều không thể tưởng tượng được cách đây vài năm. Theo dữ liệu do Hiệp hội Vàng Trung Quốc công bố vào cuối tháng 1, mức tiêu thụ vàng của Trung Quốc vào năm 2023 đạt gần 1.090 tấn, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hơn 700 tấn là vàng trang sức, tăng khoảng 8%, và gần 300 tấn là vàng miếng và tiền vàng, tăng khoảng 16%. Sách trắng về xu hướng ngành trang sức năm 2023 do Timor phát hành cho thấy, người tiêu dùng trang sức vàng chủ yếu là phụ nữ ở trong độ tuổi từ 18 đến 34. Sự nhiệt tình tiêu dùng ở những người sinh sau năm 2000 là đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa, theo báo cáo chuyên sâu về tiêu dùng trang sức vàng Trung Quốc năm 2022, tỷ lệ người trẻ mua vàng đã tăng từ 16% năm 2016 lên 59% vào năm 2021, trở thành đối tượng tiêu dùng trang sức vàng hàng đầu ở mọi lứa tuổi. Không giống như xu hướng phụ nữ Trung Quốc lớn tuổi mua vàng số lượng lớn trước đây, giới trẻ chủ yếu mua hai loại vàng, một là vàng trang sức, hai là đồng xu vàng hoặc vàng miếng, mỗi loại có mục đích khác nhau và có giá khác nhau. Triệu Minh Ngọc là một người gốc An Huy, 25 tuổi, tự nhận là một nhà văn tiểu thuyết có nền tảng về tài chính, rất am hiểu kinh doanh. Bắt đầu đầu cơ chứng khoán từ khi còn học trung học và hiện là nhà tư vấn tài chính. Anh đã chuyển sang đầu tư vàng cách đây vài năm, Triệu Minh Ngọc cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài vào ngày 16 tháng 2 rằng tham nhũng trong giao dịch chứng khoán khiến anh không thể kiếm được lợi nhuận. Vậy nên, anh quyết định bán số cổ phiếu của mình sở hữu khi chỉ số chứng khoán ở mức 3.000 điểm. May mắn là đã tránh được lần thị trường giảm mạnh. Nhận thấy tình hình kinh tế của Trung Quốc suy thoái và bất ổn, anh đã chọn mua vàng để phòng ngừa lạm phát. Anh cho rằng việc dành một nửa số vốn để mua vàng miếng là điều khôn ngoan. Tôi phân bổ khoảng 50% số dư của mình 5 đến 10 năm tới có thể không ổn định. Anh tiết lộ sở hữu 8 thỏi vàng 100g, 8 thỏi vàng 500g, 2 thỏi vàng 1.000g và một số thỏi vàng 50g. Tất cả đều đang tăng giá. Đầu tư vàng mang lại cho anh sự an tâm vì giá vàng theo xu hướng quốc tế và vàng là tiền tệ phổ biến trên thế giới. Trước Tết Nguyên đán, La Khiết đến cửa hàng vàng trang sức Thái Bạch ở Bắc Kinh. Cô rất ngạc nhiên vì sự đông đúc và nhộn nhịp ở đây. Tất cả các quầy vàng đều chật kín. Cô cố gắng chen vào một quầy và thử một món đồ trang sức. Nhưng thậm chí không kịp hỏi nhân viên bán hàng, người bên cạnh cô đã đặt hàng chỉ sau một phút. Ban đầu cô chỉ đến xem vì thấy không khí ở đó náo nhiệt. Cuối cùng cô đã mua một thỏi vàng với giá 489 nhân dân tệ một gam. Lưu Anh bắt đầu mua vàng từ năm ngoái, giá cao hay thấp không quan trọng. Không ngờ mua càng nhiều thì giá lại càng tăng. Trong vòng chưa đầy một năm đã mua được 500 gam, bao gồm vàng thanh, vàng miếng và vàng thỏi. Ban đầu anh dự định tiết kiệm để mua một căn nhà trong năm nay. Nhưng sau khi thấy giá nhà giảm, anh đã thay đổi ý định và quyết định đầu tư vào vàng và xem đó là một cách để tránh rủi ro. Vàng luôn có thể đổi thành tiền, dù tiền giấy tăng hay giảm giá. Vàng luôn phản ánh giá trị của nó trong những hoàn cảnh khác nhau. Năm nay, anh dự định mua thêm 500 gam nữa. Anh sẽ mua nó khi có tiền dư, coi đó là mạng lưới an toàn. Tống Chấn dự định mua thêm đồ trang sức bằng vàng. Cô đã mua vàng trong 3 năm qua, bắt đầu từ 280 nhân dân tệ trên gam, rồi lên tới 480 nhân dân tệ trên gam. Hiện cô đã tiết kiệm được tổng cộng 102 gam, hầu hết đều được mua với giá khoảng 400 nhân dân tệ trên gam. Từ quầy trung tâm mua sắm đến thủy bối đến phòng phát sóng trực tiếp, cô đã đặt hàng khắp nơi và đến bất cứ nơi nào có giảm giá, Tống Chấn nói. Tôi cảm thấy tiết kiệm bằng vàng tốt hơn tiết kiệm tiền, tiền mất giá quanh năm, và vàng có thể thỏa mãn mong muốn mua và tiết kiệm tiền của tôi cùng một lúc. Thật sự là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Không chỉ người dân Trung Quốc mua vàng mà Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đang chi rất nhiều tiền để mua vàng. Theo báo cáo xu hướng nhu cầu vàng toàn cầu năm 2023,
do Hội đồng Vàng Thế giới công bố vào ngày 31 tháng 1. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua dòng 225 tấn vàng vào năm 2023, mức cao nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1977, khiến nước này trở thành nước mua lớn nhất thế giới. Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới chỉ ra rằng do giá vàng tăng mạnh, tài sản tính bằng đồng nhân dân tệ hoạt động kém hiệu quả và thông báo liên tục mua vàng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, sự yêu chuộng đối với vàng ngày càng tăng. Xu hướng này đã dẫn đến doanh số bán vàng miếng và đồng xu vàng tăng mạnh. Đà mua sắm này chắc chắn đã thúc đẩy sự bùng nổ của ngành công nghiệp vàng. Vào ngày 16 tháng 2, ông Lý, một chủ nhà máy chế tác đồ trang sức vàng ở Quảng Châu, nói với truyền thông nước ngoài rằng nhà máy của ông có hơn 30 nhân viên đã phải làm việc ngoài giờ trước Tết Nguyên đán, mỗi ngày gia công hàng trăm món đồ trang sức vàng theo yêu cầu. Ông Lý cho rằng ngành bất động sản hiện nay đang suy thoái, chứng khoán sụt giảm, rủi ro đầu tư cao. Giới trẻ đang chuyển sang vàng như một kênh đầu tư an toàn, đặc biệt là vàng miếng. Bởi vì vàng miếng được định giá theo giá vàng quốc tế, chứ không phải do cá nhân hay tổ chức trong nước ấn định. Diệp Tương Châu, chủ tịch một nhà máy chế biến vàng và trang sức ở Thâm Quyến, cho biết máy móc bán tự động ép những thỏi vàng mỏng thành hình chiếc nhẫn. Sau đó robot tự động vận chuyển đến trạm tiếp theo để cắt, mài và đánh bóng, và rồi nhanh chóng đưa ra thị trường. Thị trường Trung Quốc đại lục có thể bán được hơn 1 triệu chiếc nhẫn vàng mỗi năm. Dây chuyền sản xuất thông minh này phải sản xuất 3.000 chiếc nhẫn mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu. Ông Diệp nhấn mạnh, quy trình thủ công truyền thống khá chậm. Giờ đây, chúng tôi sử dụng máy móc thông minh để sản xuất hàng loạt. Trong thời kỳ kinh tế suy thoái đầy lo lắng và rủi ro, vàng được nhiều người coi là tài sản trú ẩn an toàn nhờ khả năng lưu trữ giá trị và là tài sản hữu hình. Một số cư dân mạng cho rằng thị trường bất động sản năm nay sẽ tiếp tục trầm lắng, sức tiêu thụ giảm, giá cả tăng cao. Nhiều người không còn tin tưởng vào thị trường bất động sản và thích dành tiền mua vàng. Có thể đề phòng lạm phát, đó cũng là dấu hiệu của việc thiếu niềm tin vào tương lai. Tống Đào, cư dân quận Hải Điến ở Bắc Kinh cho biết lý do phần lớn người dân Trung Quốc mua vàng. Vì nhiều người đã bị các sản phẩm tài chính lừa đảo trong quá khứ và giá nhà thì đang giảm. Đây được coi là cơ hội tốt để mua vàng. Nhiều người cho rằng vàng hữu hình cầm trên tay cảm thấy an tâm hơn. Người bình thường thường không quan tâm đến xu hướng giá cổ phiếu vàng. Họ thích mua vàng miếng để bảo toàn giá trị. Lục Viễn Hành, cựu giám đốc điều hành của một công ty đại lục và là nhà phân tích kinh tế và chính trị sống ở Mỹ, tin rằng tình hình hiện nay trên toàn thế giới không ổn định, xung đột địa chính trị, chiến tranh và các mối đe dọa tiềm tàng dẫn đến nhu cầu vàng toàn cầu tăng cao trong năm ngoái. Kinh tế Trung Quốc suy thoái, hầu hết các lĩnh vực đều suy giảm, thị trường bất động sản và chứng khoán lao dốc, nên người dân hướng tới vàng, nhu cầu vàng của thị trường tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, Lục Viễn Hành cũng cảnh báo, trên thực tế, trang sức vàng là lựa chọn tồi tệ nhất trong đầu tư vàng. Đồ trang sức bao gồm giá trị thương hiệu, phí thiết kế, phí gia công, v.v. Tất cả đều bị khấu trừ khi bán, nghĩa là chênh lệch mua bán rất lớn. Tính thanh khoản của trang sức cũng tương đối kém, kém xa hơn so với việc đầu tư vào vàng miếng. Về tương lai kinh tế Trung Quốc, ông Lục cho rằng, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở Trung Quốc, nên rủi ro ở Trung Quốc sẽ ngày càng lớn. Có nhiều tình huống khó lường trong nhiều kênh đầu tư do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng ở Trung Quốc có thể tương đối lớn, phần nào làm giảm chức năng bảo toàn giá trị của vàng. Đặc biệt đối với vàng vật chất trong những thời điểm tuyệt vọng, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể từ chối mua lại hoặc chỉ mua lại với giá rất thấp. Đây là một số rủi ro có thể xảy ra. Lục Viễn Hành nói, tất nhiên trong tình hình hiện tại của Trung Quốc, nếu bạn muốn tìm cách bảo toàn tài sản thì đây là cách duy nhất. Một lựa chọn khác là chuyển đổi sang đô la Mỹ. Nhưng hiện tại, sự kiểm soát của chính phủ tương đối nghiêm ngặt đối với người dân Trung Quốc đầu tư để bảo vệ tài sản là đô la Mỹ và vàng. Tôi đề nghị những người có thể rời đi nên nhanh chóng rời đi. Những người có thể chuyển đổi cũng nên làm thật nhanh. Tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm nay. Đừng thực hiện cái gọi là săn hàng giá hời. Thị trường bất động sản, chứng khoán vẫn chưa chạm đáy. Đừng đầu cơ hay mạo hiểm. Giáo sư Tạ Điền, chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc và là giáo sư kinh doanh tại Đại học Nam Carolina Aiken, cho biết người dân Trung Quốc mua vàng vì lo lắng về triển vọng kinh tế của Trung Quốc. Họ lo lắng rằng bong bóng bất động sản vỡ, thị trường chứng khoán sụp đổ, đồng nhân dân tệ sẽ mất giá đáng kể. Thứ hai, vàng là một công cụ phòng ngừa rủi ro truyền thống để bảo toàn giá trị và chống lạm phát trong những thời điểm không chắc chắn. Điều này được thể hiện trong một câu ngạn ngữ: thời thịnh thế chữ đồ cổ, thời loạn thế mua vàng kim.